Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh thì về đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay là gặp được các bác một chiếc đồng hồ với mã sản phẩm là SA045, một con đồng hồ rất nổi tiếng ở shop bên em. Và thực sự là bán SA045 là sướng cực kỳ luôn anh em nhé. Được rất nhiều anh em mà thích, cứ về là hết thôi. Còn sản phẩm này bán tốt thật, thích thật. À, chiếc hàng nam thưa các bác là một chiếc hàng qua sử dụng về tình trạng thì còn lại mình đồng hồ và chiếc này thì bên em đang có mức giá cực kỳ tốt. Nếu như hôm trước bên em có một con hàng line new về của các bác với mức giá là 12 triệu 500 thì hôm nay thì bên em có một chiếc phụ bác với mức giá rất rẻ con này bên em đang bán mức giá chỉ là 8 triệu 800 nghìn đồng thôi anh em nhé 8 triệu 8 thôi mức giá phải nói là cực kỳ tốt SA đấy 045 à, con này về độ mới thì các bạn cũng không có tăng tan hàng qua dụng mà độ mới còn rất ổn áp các bác nha rất ổn luôn và sử dụng thì uh, gần như nó cũng chỉ kém với con hàng này đi một chút chút thôi nhưng mà mức giá tiết kiệm hơn được rất nhiều thì trước khi đến cơm trước nồi trong video ngày hôm nay thì rất mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi mới đăng ký kênh ở phía dưới video ấn vào chuông bên cạnh để khi anh em đã video đồng hồ mới thì youtube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào mình cung cấp nhé không mất thời gian này ngày nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc seiko precept sr 045 trong video đồng hồ ngày hôm nay chiếc sr 045 thì như em đã nói thì đây là một chiếc hàng qua sử dụng à, độ mới của em này thì em đánh giá rất là cao, con này cũng độ mới cũng phải được 95-96% anh em nhé và chiếc này thì sẽ có lại mình đồng hồ thôi không có hộp đựng và khi anh em mua thì bên em sẽ hỗ trợ tặng cho anh em một cái hộp đựng kèm cho chiếc đồng hồ này em này sẽ là mặt số màu xanh em nhá hôm nay em quay thì mà nó hơi tối cho nên là mặt nhìn nó kiểu màu đen chứ con này là mặt màu xanh và khi anh em ra ngoài ánh sáng mặt trời anh đen chứ vào nó sẽ lên màu xanh như này Đấy, xanh rất là rõ rệt màu xanh sáng và đẹp bắt mắt thân vỏ dây được làm hoàn toàn là chất liệu thép không kỳ 36 l chúng ta sẽ có cái bộ càng gãy này núm đính đá này dây chúng ta sẽ dây thép đúc đặc thiết kế theo dạng dây H linh khóa cũng là cái khóa thép đúc được làm rất là gọn gàng tiện dụng của thương hiệu Seiko tại sao của máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong à, những cái thông số thiết kế rất là quen thuộc của SA đấy 045 thì uh, chiếc này của chúng ta thì uh, cái trọng lượng vừa phải thôi đeo trên tay rất thoải mái anh em nhé à, con này thì thiết kế đẹp Đó, và ta có vân mặt được làm dạng vân stick vân gỗ này đấy, kiểu dáng của vân đồng hồ Omega Quatera này rồi càng gãi bên trên và bên dưới nhìn rất khỏe khoắn và nam tính này à, chỉnh là núm đính đá màu đen rất đẹp giống như thiết kế của KTE này dây thì dây hạt linh bắt sáng phản quang tốt đánh phơi xước toàn bộ nhìn rất ưng con mắt dây đèo khá là ôm tay và khóa thép đúc dài dặn cái khóa này nóng lại như cái mắt dây luôn Đấy, tạo thành tổng thể liên mạch thiết kế rất ổn áp hoàn thiện thì đến từ một chiếc từ dòng sản phẩm Seiko về cho anh em về độ hoàn thiện anh em cũng phải làm tan con này hoàn thiện rất tốt nhá à, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có được là cái size mặt của em này cũng rất ổn cái size mặt chỉ ở mức khoảng 40 mm và độ dài mặt số nó loanh quanh khoảng 12 Chính vậy chiếc đồng này thì tay anh em khoảng tầm 15.5 anh em nghĩ có thể đeo được và nhích lên một chút khoảng 15.7, 15.8 là anh em đeo gần như là hoàn hảo với con này. À, cái sai mặt của gần như là quốc dân ở trường Hồ Nam chúng ta rồi Độ mới con này thì chúng ta nói thôi, 95%, độ mới còn rất tốt. Đó là về cơ bản về ngoại hình này, chúng ta sẽ kỹ hơn thiết kế phần mặt số, em dùng kỹ hơn cho anh em nhìn. Anh em sẽ thấy là mặt em này sẽ là mặt xanh dương và chúng ta sẽ có tức là vân stick, vân gỗ được trải dọc theo chiều dài của đồng hồ. Và em này cũng sẽ có tia sáng sân bớt anh em nhé và anh em thấy này kim mà nghiêng chúng ta thấy cái tia ánh sáng này mặt vân stick vân gỗ Đấy, nhìn rất là mướt con mắt à, vân này thì anh em hay bắt gặp ở trên chiếc đồng hồ omega quadra đấy à, vân mặt nhìn rất là sang tiếp theo nữa thì nổi bật trên phần mặt à, tông mặt xanh đen này chúng ta sẽ có của kim một cọc số được làm màu thép sáng bóng bảy bắt sáng phản quang tốt chính vì vậy thì anh em xem giờ trên chiếc đồng hồ này thì cũng rất dễ dàng chúng ta sẽ cọc số dạng vạch với góc 12 hai giờ cọc vạch đôi Các số lại cọc vạch đôi bình thường và cọc số chúng ta sẽ làm cọc vạch đôi anh em thấy này, cọc 12 hai giờ cọc vạch đôi đấy bộ kim hiển thị chúng ta có sẽ ba kim kim dây thanh mảnh cho một mà là thiết kế quan thuộc của đồng hồ cơ kim giờ kim phút được làm dạng kim thon dài vuốt nhọn đầu kim góc 12 giờ logo seiko góc 3 giờ lịch ngày và 6 giờ là dòng chữ automatic là máy cơ tự động góc 6 giờ chúng ta dòng chữ japan của chiếc sản xuất product tại nhật và máy 6 đời 15 và mã phần mặt số kính sapphire khối chống trước anh em hoàn toàn yên tâm trong trình sử dụng những con lọt kính gặp bất kỳ vấn đề gì nhìn mà rồi bên ngoài đánh bóng càng bên trên dưới đánh về trước cạnh bên cũng sẽ đánh về trước Núm chỉnh đính đá màu đen đó À, về độ mới thì em sẽ dùng kỹ anh em nhìn một chút này con này về độ mới phần liền benzo này và chúng ta sẽ chỉ có vết sức phải lông mèo thôi nhưng mà cũng khá là ít và không cân móc không sức to Đấy. độ mới của em này là rất tốt anh em nha chỉ vết sức phải lông mèo thôi rất ổn nhìn trực diện anh em như thế nó còn rất là mới này cả bên trên này cả bên dưới này cạnh bên này Cạnh bên cũng chỉ vết sức phải lông mèo. Và chỗ này chúng ta có một cái gạch ở đây. Đấy, anh em lưu ý một chút nha. Có một cái gạch đây. Đấy. Còn lại thì rất là mới. Bên này tương tự như vậy. Dây này. Dây nó dùng rất ổn. <laughs> cũng sức phải lông mèo thôi. Không cần bóc cũng không sức to à, anh em nhé Đấy. Dây này. Sau đây anh em nhé Hôm nay trời là hơi lạnh cho nên là cầm nó hơi run tay. Đấy chúng ta sẽ có được là khóa thép đúc này độ mới khóa còn rất ổn áp luôn logo Seiko rẻ đây đấy về độ mới thì anh em thấy đó 8 triệu 8 thôi nhưng mà cái độ mới nó cũng có kém thì cái con hàng 12 triệu rưỡi đầu đó, độ mới gần kiểu nó kỳ kém gọi là xíu xíu rồi anh một anh 10 thì một anh được 8,5 đấy cho nên là về cái giá bán thì phải nói cực tuyệt vời cho chiếc đồng hồ này rồi gần như kiểu giá thành lý rồi cho nên là anh em vui lòng đừng trả giá đừng lên gối em nhá Ok đó là về uh, thiết kế của độ mới à, về thông số kích thước thì chúng ta sẽ có được là cái size mặt của em này trước này là 40 mm anh em nhé độ dài mặt số của chúng ta thì sẽ là con này khoảng tầm 11 thôi Đấy, rất là mỏng lắc tù lắc Rồi, khoảng 47 47,4 thì uh, với cái thông số này thì tay anh em khoảng 15.5 được được rồi Còn nếu mà đeo đẹp thì uh, đeo được Còn đeo đẹp thì tay cũng nhích lên khoảng một chút Ví dụ tay 15.8 này anh em thấy anh em đeo rất là vừa vặn trên tay nói chung là tay 15.8 suýt soát 16 nó tay em đeo đẹp rồi độ dày vừa phải không quá dài trên cổ tay cái mắt dây này đủ cho tay khoảng 17 cm còn nếu anh em tay to hơn thì anh em báo lại em một chút thì em sẽ tìm thêm cái mắt uh, mắt dây cho anh em nhé để anh em đeo đảm bảo hơn đấy là lưu ý một chút nhé và <laughs> sau đồng hồ chúng ta có sẽ có thiết kế đáy hở máy cho anh em quan sát được chuyển động máy bên trong thì ở trên ngân vang thì chúng ta sẽ có được là bộ máy em này là máy 6R15D anh em nhá bộ máy đời thứ tư của máy 6R15 23 trên kính tần số động 21 600 thì có 50 giờ logo Seiko và Seiko tham Corp. bên ngoài chúng ta có logo Seiko mực trong nước 13 từ 100m kính sapphire mặt tháng trước à, thân vỏ làm thác công kỳ mã má máy mã phần cây chúng mình là trên anti mắt đích chống từ make in Japan sản xuất bảo pháp tại Nhật máy 6R15 thì anh em có thể thấy là nó hoàn thiện vân thớ bộ máy bên trong rất ổn đi máy ở mức tạm ổn đấy máy chúng ta thì uh, 6R15 thì nổi tiếng có khả năng hoạt động mượt mà chân chu bền bỉ và rất ít lỗi vặt À, đầy đủ chức năng rồi lên có tự động hay có bằng tay xin kim dây chỉnh giờ anh em mở đúng tay nấc kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ chính xác từng giây đồng hồ lịch ngày anh em bạn góc 12 giờ lịch ngày không nhảy thì đang giờ buổi chiều tự đem để mức khoảng 5 giờ chiều này đóng đúng lại kim dây chạy bình thường và chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra một nấc chỉnh lịch ngày anh em bạn xuôi theo kim đồng hồ chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày sau chỉnh giờ thì ngày sau anh em đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh phần núm nước vào mức chống nước của em này là 100m một mức chống nước rất tốt có động thường ngày anh em như khi đi mưa rửa tay rửa chân rất thoải mái lưu ý với anh em là không mang hồ chúng ta đi bơi tắm tắm lại một tắm sông hơi nhá với mức giá bán 8 triệu 800 000 đồng mức giá quá tốt nếu anh em mới thích chiều này có thể đặt hàng luôn ở bên em qua thuận thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin thì em để đủ hết dưới phần mô tả của video cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo